Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn vừa khai giảng huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2023. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được trang bị một số kiến thức về dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương và cơ quan tổ chức, cách xử lý ngộ độc thức ăn cùng một số kỹ năng chiến thuật quân sự, chiến đấu tự vệ cơ quan. Đây là lớp huấn luyện được Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức hàng năm nhằm giúp lực lượng tự vệ cơ quan các ban ngành đoàn thể huyện nắm vững các kỹ năng, chiến thuật quân sự, kỹ thuật, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, góp phần thực hiện tốt công tác tự vệ tại cơ quan đơn vị trong tình hình mới.